Dạ chào mọi người, hôm nay mùng 4 Tết, chúc mừng năm mới mọi người. Đinh Lan chạy xe máy về quê thăm bố mẹ, tại vì Tết năm ngoái là dịch bệnh rồi cũng không có về trong nhà. Với lại hai đứa con Jenny với Ben nó thì chạy về dưới rồi. Thấy đêm giao thừa ông ngoại gọi điện thoại nói các con thì nhớ, ông ngoại rất là nhớ, cho nên là thôi kệ. Thấy cha mẹ rồi con rồi thấy họ thương nhớ tội nghiệp, cho nên là ok một mình chạy xe về cũng vất vả. Rồi sáng đi còn gặp công an giao thông thành phố Hồ Chí Minh chặn lại chứ, tại vì đội cái nón ý y đội cái nón không đặt chuẩn đi thì lại các anh nói là bị phạt 500.000 và giam bằng lái. Thế là Đinh Lan năn nỉ cây mấy anh cho đi, mấy anh nói cẩn thận, cái này sao không đi ô tô mà đi xe máy, nói tại vì em đi như vậy nó dễ ngụy trang hơn. Cho nên là làm clip này bây giờ Đinh Lan đã đi được nửa đường rồi, từ nhà tới Kiên Giang là 255 cây số nhưng Đinh Lan đi được nửa đường, nhưng mà về nhà mới phát lại cùng băng này chứ phát đi trên đường sợ nó nguy hiểm. Tại vì ba chị em Đinh Lan thì nhà có ba chiếc SH, cho nên là bây giờ ba chị em thì dông dỏng cao như nhau, sợ giống như cái thằng Võ Minh Điền ngày 9 tháng 2 năm 2022 đánh Đinh Thị Lan mà nhầm Đinh Thị Chiên thương tật 20%. Thì bây giờ hôm qua thì cái kênh anh Mộc TV đã thông báo tình hình là qua Tết sẽ khởi tố thêm 5 đồng phạm với 6 đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà Lan nhắc lại với cái tư cách là Đinh Lan là người bị hại trong cái vụ Võ Minh Điền cầm đầu tấn công chị Đinh Thị Chiên thương tật 20% ha. Thì Đinh Lan khẳng định lại lần nữa là lời anh Mộc TV nói là chính xác. Thứ nhất là luật sư vlog Âu Quang Phục có liên quan tới đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng. Thứ hai, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Thứ ba, Nguyễn Đắc Lộc kênh Anh Nông Dân. Thứ tư, Võ Minh Điền kênh Điền Võ. Rồi những cái nhóm người đánh theo sau thì hồ sơ là chuyển lên luật sư Nguyễn Đình Kim, Jimmy Quỳnh, Huỳnh Trung Hiếu thì sẽ bị truy tố và kết án trong một vụ án khác ở Bạc Liêu. Cho nên là luật sư Nguyễn Đình Kim thì đã từ chối tham gia bào chữa cho Huỳnh Trung Hiếu. Vì hoàn toàn như vậy, những cái án mà sơ thẩm thì lên phúc thẩm thì cũng y án à, tuyên y án à. Tại vì nếu như mà không có tuyên y án thì án sơ thẩm mà ở dưới tòa Bạc Liêu làm sai sao? Cho nên là khả năng là 99% là tuyên y án. Cho nên là luật sư Nguyễn Đình Kim cũng gia hạn, coi như tạm hoãn một lần để cho Huỳnh Trung Hiếu đi tìm luật sư khác với lại ăn Tết. Cho nên là Huỳnh Trung Hiếu khi mà lần này tuyên án là không có phải cho 45 ngày thi hành án đâu, mà bắt luôn tại tòa, bắt dùng bình thường Huỳnh Trung Hiếu coi như thi hành án luôn tại tòa ha. Tình hình là có ba cái kênh là Hương Quảng Châu Official, Gất Việt và Đinh Phạm Nhân. Hôm qua tấn công Đinh Lan, nói tên nói rồi, nếu cho muốn để cho bị can Nguyễn Phương Hằng yên ổn để mà kết thúc điều tra thì tốt hơn hết các kênh YouTube đừng kiếm tiền YouTube bắt cóc nữa. Tại vì Đinh Lan chiều nay về tới nhà hoặc là ngày mai Đinh Lan sẽ làm cái clip phản biện, và lúc nào cũng vậy, khi phản biện ba cái kênh YouTube là tấn công Đinh Lan mùng 3 Tết hôm qua đó thì Đinh Lan đều mở cái clip cho mọi người nghe. Cho nên là Hương Quảng Châu, Gất Việt và Đinh Hoàng Nhân, ok, clip chiều và ngày mai sẽ có rõ hơn nha. Chào mọi người, bây giờ nghỉ ngơi chút xíu rồi Đinh Lan sẽ đi tiếp tục. Mọi người cũng dặn là sợ bị trả thù, không có gì đâu trả thù. Thật sự là với cái bị can Nguyễn Phương Hằng á, thì ban đầu á, mọi người thấy bả tố cáo Võ Hoàng Yên tôi cũng ủng hộ bà, nhưng sau này bà nhàm quá, bà hỗn quá, cho nên là Hương Quảng Châu cũng vậy, nhớ nha. Nguyễn Phương Hằng, bị can Nguyễn Phương Hằng bị bắt là vì cái tội cái mỏ hỗn quá, đi chửi hết người này người kia. Tới cô cũng vậy, cô đáng tuổi con tôi mà cô mở miệng cứ lan ca ve hoài, cô hỗn.